Châu Á thu hút nhân tài quốc tế với thị thực vàng, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Trong thời gian gần đây, Singapore áp dụng chương trình thị thực mới tên Overseas Networks and Expertise, viết tắt là ONE, cho những lao động có thu nhập ít nhất 30.000 đô la Singapore, khoảng 20.800 USD một tháng, cho phép họ lưu trú ít nhất 5 năm và làm việc tại nhiều doanh nghiệp tổ chức khác nhau. Singapore không phải là nơi duy nhất ở châu Á đang khát nhân lực. Ở nhiều nước trong khu vực, cuộc cạnh tranh đang ngày càng nóng trong bối cảnh mọi thứ đã thay đổi đáng kể sau đại dịch. Từ ngày 1 tháng 9, Thái Lan triển khai chương trình thị thực dài hạn mới cho phép người lao động nước ngoài lưu trú tới 10 năm. Với Malaysia, chương trình thị thực cao cấp mới cho phép những người có thể đầu tư 1 triệu ringgit, khoảng 215.000 USD, có thu nhập hàng năm khoảng 100.000 USD lưu trú tới 20 năm. Australia đã nâng giới hạn người định cư vĩnh viễn lên 195.000 USD trong năm 2022, từ mức 160.000 USD trước đó. Năm 2018, Đài Loan có hệ thống thẻ vàng lao động thu hút lao động nước ngoài trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ. Nhưng việc tìm kiếm những nhân lực như vậy ngày càng khó. Theo khảo sát của công ty nhân lực Manpower Group, 75% trong khoảng 400 công ty trên toàn cầu tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự mình cần. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.